mắng câu nào. Khánh ơi, hôm qua mấy Mộc nghìn người Đức Thiên. xem xong, bắt đầu mày xem xong mày cay quá mày mới lên tiếng. Đây em lại gọi cho anh Hà, nhưng mà anh Hà giờ anh ngủ rồi. Anh cứ đọc cái tin Tha Thiên. Anh Hà vừa anh bảo là cái video đấy là cái video nó cắt cái là video quay cam nhà thằng xóm. Người ta chỉ có đi đi lại lại hút cái điếu cày. Có nói câu nào đâu, video camera có ghi câu nào đâu, anh nói ra. Nó còn Nghĩa xin là mày đang đổ thừa là thằng Long nó xui mấy thằng em nó sang nhà hàng xóm không bên có thằng cạnh em nào đứng cả, đấy chửi. khổ lắm. Nhà anh Hà là nhà anh là buôn bán hàng hàng nhà hàng hóa, nhà anh bốc xếp hàng giao dịch bán hàng ở trên cái bên khác ấy. Thế thì là nhân công nhân người ta bốc hàng đêm, bốc hàng lên ô tô, thì con chó này nó xin phép anh Hà cắt lại cái camera để là ý là ra vẻ có người ở đứng ở trước cửa, chứ nó sủa câu nào. Người ta công nhân người ta bất bốc hàng, anh cứ đọc nói linh tinh. Mẹ mày thích thì em xuống nhà nó luôn, như anh làm sao xuống trực tiếp cái phòng trọ ổ chó nhà nó luôn. Anh cứ luẩn quẩn câu chuyện. Bây giờ Long đang like nhưng mà Long nó không muốn gặp và không muốn giảng hòa, nó nói thẳng luôn trên like nó không quan tâm, giờ phút này nó không quan tâm đến ai hết đấy, thấy không? Tên. Ừ. Chó sắp. Chó đớp nước gạo. Tôi nhắn kim cương 1 tỷ. À nhầm, 5 triệu. Thì em phải hiểu là Long chín ngón có cái gì đó ở đây mà lại được nhiều người yêu quý như vậy, đúng không ạ? Có gì đó sai sai. Nhưng mà anh không phải nói phét nha Khánh nha, anh lướt vào anh livestream à, của anh Long nhá. à, cái dép lào của em là gì nhỉ? Anh nói với Khánh nhá, đợt trước ấy, anh chưa nói chuyện nhiều với Long ấy, anh lướt vào live của Long nhá, 10 comment thì chửi Long ấy. Anh vào cái dép lào em vừa gửi cho anh video trông buồn cười lắm, anh xem đi. Nhưng mà đừng dơ mà nó sập nhá. Anh xem đi. Nó dơ, nó chưa chẻ đến mức đấy cơ mà. Chết đấy nhờ, thế mà người ta kiện chết đấy. Quay đi du lịch Hạ Long xong là thấy người Tây người ta đang tắm biển quay như thật, xong là cứ bắt người ta nói Người ta đang mặc bikini như thế mà đi quay vào đấy, xong người ta chưa cho phép ấy. anh đã thấy cái loại con người là vô duyên như nào. Em ấy, em sẽ hứa sẽ đưa thằng này về quê bán rau má thì không cho kéo view nữa. Mẹ thằng rau má. Cái thằng Long dâu má chứ Long kéo view cái gì. Dèo. Người Việt mình thì không sao em hiểu không? Anh, bạn ấy là Tây ấy. Làm thế không Với ai cả nó hiểu. làm xấu mặt người Việt anh ạ. Sợ. Đối tượng cần tiêu diệt là Long Phú Quốc. Alo bạn à? Thế bạn đi Khánh Sky như thế nào rồi bạn nhỉ? Ừ, để ý nó đâu. À, thế nhưng mà xong chưa? Chắc là xong rồi, có nói gì Thế đâu. hôm bạn gọi điện xin lỗi nó à? Đúng vậy. Thế nó xin lỗi bạn à? Hay sao? Nó xin lỗi bạn Hoàng luôn Phong á? ơi, Hoàng Phong ơi, bố xin lỗi mày. thôi được rồi. Chúng mày đang ở trên live hay gì? Đang nói chuyện trên live mà. Bố thằng Phong móm nhôm này bảo tao xin lỗi mày. Đấy, nên là chúng mày sống ảo quá. Thằng này điện cho thằng kia thì bảo thằng kia xin lỗi rồi, thằng kia thì lại điện thằng này bảo thằng kia xin lỗi, thằng nào cũng lấy cái danh của mình ra. Mày gặp nhau ngoài đời chúng mày đái không dám đái thật, chúng mày đừng có ấy nữa, chúng mày đừng có lên mạng thể hiện nữa. Nhưng mà anh chưa này Anh em nói hỏi thật, anh là người phán xử, anh nghe chúng mày thể hiện anh thấy ối ôi ối trời à. Điện cho thằng này thì thằng này bảo là thằng kia xin lỗi em rồi, thằng điện cho thằng kia lại bảo nó xin lỗi em rồi. Nhưng mà em nói anh Sơn này, hôm em thấy anh BK với cái bạn gái nào ấy, anh bảo là nhà anh
có nghề truyền thống là sửa xe, là anh nói ý là anh bạn là móc lốp ấy. Em thấy là nhà anh còn có nghề gia truyền là buôn bán bơm tàu với cả bán kích. Mày có hiểu câu người phán xử là như thế nào không? Mày có hiểu câu người phán xử là như thế nào không? Người phán xử, cái người đóng phim, người phán xử chết rồi. Thế chú người, người phán xử là người mà chuyên gọi là đứng giữa để dàn xếp gọi là sự việc để tránh tình trạng xảy ra, hoặc cần đi phải luôn. Xảy ra thì nó phải là êm đềm, Khánh hiểu không? Em nói anh này, cái việc của em với thằng Long có khi không có anh rồi, có khi xong mẹ rồi, có anh rồi. Có, chính vì có anh ấy, nó mới thành ra như thế. Em thấy thế à? Hay sao? Mẹ, cái hôm qua nhá, cái hôm qua mà trên live ấy, mà thằng Long nó không xuống live mà lại thách thức em mà mày dám xuống nhà tao không ấy, là hôm qua này em gọi taxi em phi xuống tận phòng trọ nhà nó luôn đấy. Là anh mới là cái thằng nó làm có khi không ác bằng cái thằng chủ mưu, mẹ, cái thằng mà anh vá một cái nhưng mà anh lại xé toạc cho khác. Tức là nếu mà mày nói thế cũng oan cho anh làm đúng những điều mày yêu cầu. Nếu mà để cho anh làm cái thợ sửa xăm xe ấy. Bây giờ anh nói mày này, hôm đầu anh và mày gặp nhau, mày bảo anh ơi, thằng danh con Long Phú Quốc nó láo thật. Nó về nó lại đăng lên, nó bảo em thế này kia các thứ, hôm nay anh sắp xếp để em gặp nó, đúng không? Đúng mày nói thế không đã? Mày nói trên live luôn. Đúng không? Nhưng mà em chỉ hỏi anh là ông Phú Quốc ấy là phải nuôi từ bé nó mới thuần đấy. Nè, bây giờ mày lại trách anh. Mày bảo anh là phải sắp xếp để mày vào đó gặp nhau. Thế hôm qua anh gặp được nó thì anh hỏi cái sự việc nó là như vậy. Thì anh bảo đây rồi, mình tìm được Long cho Khánh rồi, thì anh mời mày vào thôi, hiểu chưa? Biết đéo đâu hai thằng mày định phang nhau ở. Xong bây giờ mày đổi cho anh là tại anh. Đúng không? Mày thì nhờ anh bảo anh sắp xếp để em và nó gặp nhau. Xong qua mày gặp, bây giờ mày lại trách anh. Mày khoanh tay là xin lỗi anh đi, mày sai rồi. Mày nhờ anh như thế từ sau ai dám làm nữa, đúng không? Đù mẹ, ông này mà làm cái thợ sửa xăm nốt thì nó thủng xăm thì ông vá chỗ này ông lại xé ra đâm chỗ kia thủng, xong là ông lấy thêm tiền. Đúng rồi, nói chung cũng may cho mày là hôm qua có mặt tao. Không ấy, thằng Long nó âm thầm xử mày luôn. Với mày nó chỉ cần một cái thìa và một cốc cà phê thôi, một phút là mày xong phim luôn, phải không? Thật đấy. Thế này nghe cái quen, nó vẫn đang gọi là rất là ấy luôn đấy. Thật. Nghe quen quen như cái câu của cái thằng trưởng con này nhá. Thôi được rồi, để mai đi. Anh từ từ cho hết dây đã. Anh gọi điện cho Long nói chuyện. Và anh sẽ hứa với mày và tất cả mọi người ở đây, em hứa mọi người là em sẽ dàn xếp vụ này xử đúng luật người phán xử luôn. Một là hai thằng gặp nhau luôn, và hai là hai thằng bịt miệng kiểu thế. Cảm ơn con trai nhá. Em cảm ơn con trai mẹ con. Cảm ơn Kenny. Nếu như chúng mày không nói chuyện được trên mạng nhá, sẽ phải tổ chức gặp nhau đó, gặp một lần luôn, xanh chín luôn. Mỗi thế thì anh đi cho một địa điểm, hai thằng đều đến đó. Anh đi cửa nào hả? Anh đi cửa nào? Lúc đấy tao sẽ mở gọi là sàn cá cược với khán giả sau, đó. Thế theo anh thì... tao là nhà cái, tao sẽ đút cho mỗi thằng một ít. Ví dụ như bên nào chọn mày,
nhiều tiền hơn tao sẽ cho bên ấy thua nhá. Theo anh hai thằng va nhau mình chưa? Anh ơi, theo anh hai thằng va nhau thì ai thắng? Nếu mà để hai thằng va nhau thì tầm cỡ ông Long thì trông trông người nó như cánh tre, thế thì đánh đấm thì thằng đấy hơi kém, thằng đấy mõm thì nó hơi dài chút. Bắt Khánh để trước đánh đấm thì mày mày cũng ok, nhưng mày giờ bệnh tật thì anh thấy chân mày cũng như que tăm ấy, hiểu không? Một đánh thì thiếu một à một đá thì thiếu mà một đấm thì thừa, hiểu không? Bắt nên là Khánh hai thằng mày anh nghĩ quả này bằng cơ đấy. Anh ơi, có anh nghe vào 39 này anh bảo là bắt Khánh chấp 1/4 á. Anh em ít nhất em phải chấp ba trái dưới anh ạ, chấp 0,25 ít quá, chấp đồng banh ít quá. Còn em chỉ nói này, em chấp mỏ thằng Long Phú Quốc. Chấp mỏ tức là gì? Chấp nó dùng răng nó cắn, chấp dùng móm cắn. Chấp mỏ nó. Bởi em bịt răng mỏ. Em là như răng cưa đấy đúng không? Không, nó dùng răng được vì nó là động vật, còn nó mình à, chấp mỏ, không dùng mỏ. Anh lại tưởng hai thằng lao vào gặp nhau nữa. Không, chấp mỏ. Nhưng mà anh ơi, nó lúc cuối nhá. Theo anh em nói va nhau thì ai thắng? Anh nghĩ là cũng bằng cơ đấy, chưa biết thằng nào hơn, thằng nào kém. Yeah. Theo anh cứ dự đoán đi. Thì chắc là em sẽ trên cơ Long. Nhưng với một điều kiện là Long không được gọi đàn em đi cùng. Đàn em thì thằng Long có mấy cái thằng đeo mẹ nó kéo view đến rửa bát cho này, nó chứ. Tao xin lỗi mày luôn, như mấy thằng mày bảo nó đến rửa bát nhá, nếu mà hôm đấy nó đi cùng nhá, mỗi thằng nó cũng một vả một cước thôi thì mày cũng chán. Tao thật không biết mày chạy đi đường nào. Trước thì mày có thể nhảy tầng mấy xuống đấy còn được, nhưng mà hôm đấy mày không chạy được luôn, hiểu không? Anh nói thật, hiểu không? Nếu mà anh đàn em nó đi cùng, anh nghe này, mày có biết võ gì đâu. Mấy thằng ôn kia là đến thuê thằng Năm kéo view. Còn đâu cái việc của thằng Năm nó chết thì nó cùng lắm nó báo cho gia đình thằng Năm lên khiêng về thôi, chứ nó lại xuống đường như thật kìa. Mẹ. Anh nghĩ gì? Nó đang khấn với thằng Năm chết kìa. Nhưng mà anh mong rằng ấy, hai anh em mày gặp ăn uống ngồi nói chuyện với nhau không cầm cái bát lên giống cái gì đấy. Thế anh không thấy hôm nó gặp bốn nhau ăn kìa. Lần sau ấy lên là vụt nhau. Cảm ơn anh con trai mẹ khói nhá. Lần sau ấy mà ăn uống ấy, em ăn ăn rồi em vứt xương cho nó ăn ở dưới gầm bàn này thì ok. Được rồi, mai nhá, mai nói chuyện nhá. Mai đi.